Kính thưa đại chúng, trước khi chuyển sang phần khai thị, chúng con xin kính chuyển đến một lời tri ân của gia đình Hương Linh Phan Thạnh, pháp danh Nguyên Phú. Chúng con xin kính chuyển đến máy của Ban Hộ niệm chùa Nam Trường. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ chưa chưa mở mic. Dạ rồi chị đọc đi ạ. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm Chứng Minh, kính bạch thầy Thích Hạnh Phú, kính bạch thầy Thích Hạnh Nhân, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa ban tổ chức Đường Dương Thế Giới Hội Niệm, kính thưa ban hội niệm chùa Phú Sơn và ban hội niệm chị Nguyên Hà, kính thưa các chú phụ trách Zoom 816, kính thưa chư vị hiện hữu đồng tu trên Zoom, gia đình con có đôi lời xin phép đọc và lời tri ân ạ. Ba con là Hương Linh Phan Thành, pháp danh Nguyên Phú, đã được hộ niệm và xả bỏ báo thân ngày 4 tháng 5 năm 2022. Ba bị ung thư gan được gần 5 năm và đã lưu lại khoảnh tướng bất khả tư nghị. Ba con là một người học Phật, thích đi chùa làm việc thiện lâu, làm lành lâu lắm rồi mà ba chỉ biết đến pháp hội niệm Phật gần 1 năm nay. Ba là người rất gia trưởng, khó tính và thích người khác làm theo ý của mình. Tụi con khuyên ba lên đường Zoom 816 để niệm Phật. Ba vẫn lên mỗi ngày nhưng chưa tha thiết tin vào vãng sanh. Lúc đầu ba nói với tụi con, mình là phàm phu, dễ gì mà đòi đi làm Phật hả con? Chúng con chỉ biết cười và cầu Phật gia trì cho ba. Và thật sự may mắn sao nhờ chú, nhờ ba lên Zoom niệm mỗi ngày và được hai chú hiện trí thức là chú Quốc Tuấn và chú Nguyên Học. Hai chú luôn khuyên tấn ba dùng những lời thiện xảo để nói chuyện nhắc nhở ba mỗi ngày, hướng dẫn cho ba những gì cần buông xuống và những điều cần phải tu sửa, nhất là cái tôi và cái tập khí ngã mạn, sự trí chướng của ba. Với lòng kiên trì không hề nản chí, muốn giúp đỡ người thoát khỏi tam đồ ác đạo trở về Tây Phương Cực Lạc, thì cuối cùng một người cố chấp khó tính như ba, chúng con đã ngộ ra và đã mời ban hộ niệm đúng lý đúng pháp, mặc dù lúc đầu ba đã có ban hộ niệm khác rồi. Gần những ngày cuối đời ba trở nên bệnh nặng và gia đình mời được đạo tràng thầy Thích Hạnh Nhân và đạo tràng chị Nguyên Hà hỗ trợ. Sáng ngày 4 tháng 5, ba con khi đang cùng tu trên Zoom và đang được hai chú Quốc Tuấn và Nguyên Học khuyên tấn thì bắt đầu ba hấp hối. Lúc đó đạo tràng của chị Nguyên Hà cũng vừa kịp thời đến. Ba đã xả báo thân dưới sự hỗ trợ niệm của đạo tràng và sự hướng dẫn của thầy Thích Hạnh Phú. Ba con vô cùng có phước báo khi được thầy Thích Hạnh nhận ca hộ niệm, được thầy Thích Hạnh Phú khai thị nhắc nhở trong suốt quá trình hộ niệm. Đâm chung và nhất là lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho ba con sau 8 giờ xả bỏ báo thân. Ba là một phàm phu nên không tránh khỏi những sơ suất vướng như thương vợ thương con cháu, giận hờn anh em trong nhà. Mặc dù 12 trong 12 tiếng đầu chưa niệm chưa viên mãn lắm nên gia đình cùng đạo tràng quyết tâm niệm Phật lạy Phật cho ba thêm 4 tiếng nữa. Gia đình vô cùng biết ơn thầy Thích Hạnh Phú như đã như một người thầy hướng dẫn trước học trò, là ba về đúng đường, trở về đúng chân tâm tự tánh của chính mình. Có lúc thầy khai thị nhẹ nhàng năn nỉ, có lúc cũng la mắng rất mạnh để cho ba giật mình tỉnh ngộ
mà niệm câu A Di Đà Phật để cầu về Tây Phương. Nhờ lòng thương người cũng như muốn cứu ba con thoát khỏi cảnh khổ mà không hề cảm thấy mệt mỏi, dù là một quá trình rất dài, không phụ lại sự trợ giúp của quý thầy, quý đạo tràng và quý cô chú trên đường Zoom. Sau 17 tiếng, ba đã để lại khoảnh khắc vô cùng đẹp, con nghĩ chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Từ ông già 71 tuổi da nhăn nheo, cũng to chướng vì bệnh gan, mà được hộ niệm Phật, giờ trở thành như một anh thanh niên, phẳng lì, tay chân mềm mại, nét mặt như mỉm cười và da căng mịn màng. Con không biết nói thế nào để có thể diễn tả cho hết lòng biết ơn sâu sắc đến với gia đình chúng con đối với pháp môn hộ niệm mà đã được lão cư sĩ Diệu Âm đã không quản ngày đêm nghiên cứu suốt 20 năm qua. Trong niềm hạnh phúc vô biên và hoan hỷ, nay gia đình chúng con xin phép nói lên lời tri ân từ tận đáy lòng đến chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh hộ niệm. Thầy Thích Hạnh Phú và thầy Thích Hạnh Nhân, lão cư sĩ Diệu Ân cùng ban hộ niệm, cùng ban tổ chức đường Zoom thế giới hộ niệm, đường Zoom 816, ban hộ niệm chùa Nam Trường, ban hộ niệm chị Nguyên Hà cùng chư viên liên hưởng đồng tu trên Zoom đã giúp ba con được vãng sanh bất khả tư nghị. Sự vãng sanh vi diệu của ba đã làm tăng thêm sự tin tưởng và quyết tâm của gia đình và hàng xóm xung quanh. Gia đình con không biết lấy gì đền đáp công ơn to lớn của các ngài. Con chỉ biết thầm hứa với lòng sẽ ngày càng tin tưởng và học tập pháp hộ niệm để giúp người thân trong gia đình và phát tâm đi. Hộ niệm giúp người có hữu duyên biết đến pháp môn hộ niệm, bởi vì pháp môn hộ niệm là cả một đại cứu tinh cho chúng ta. Pháp môn hộ niệm hướng dẫn rõ ràng đường đi đến điểm về một cách cụ thể. Pháp niệm Phật cứu tất cả chúng ta từ một phàm phu tội chướng sâu nặng trở về Tây Phương là một vị Bồ Tát, một đời hưởng an vui cực lạc phổ độ chúng sanh muôn loài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như chư vị cũng đã thấy, phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, nếu không có được hộ niệm thì chắc chắn sẽ rất khó thoát khỏi ách nạn. Và mong rằng chư vị tiếp tục nghiên cứu pháp hộ niệm để có thể cứu được bản thân và giúp được cho những người hữu duyên. Nam mô A Di Đà Phật.